Ngày 28 tháng 9, Trung tâm xử lý tình hình COVID-19, vết tắt là CCSA của chính phủ Thái Lan đã đề xuất gia hạn xác lệnh về tình trạng khẩn cấp thêm một tháng cho tới ngày 31 tháng 10 nhằm kiểm soát sự lây lan của COVID-19 tại quốc gia này. Được biết, xác lệnh về tình trạng khẩn cấp được chính phủ Thái Lan ban bố từ tháng 3 vừa qua nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19. Sau 5 lần gia hạn, xác lệnh này sẽ hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 9. Dự kiến, việc gia hạn lần thứ 6 xác lệnh này sẽ sớm được trình lên nội các để thông qua. Trước đó, một ủy ban của CCSA cho rằng việc tiếp tục gia hạn sắc lệnh nói trên là cần thiết nhằm đảm bảo sự hợp tác và tiến độ hoạt động trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 của các cơ quan chính phủ trong bối cảnh có sự gia tăng của các ca lây nhiễm ở nước láng giềng Myanmar. Về tình hình dịch COVID-19 tại Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này vào ngày 28 tháng 9 ghi nhận thêm 22 ca nhiễm mới, đều là những trường hợp từ nước ngoài trở về, nâng tổng số bệnh nhân được ghi nhận cho tới nay lên 3.545, trong đó có 59 người tử vong.